Hôm nay mình làm rượu mai quế lộ theo thể yêu cầu của rất là nhiều bạn yêu cầu mình chia sẻ cái cách làm rượu mai quế lộ thì mình có một cái gói um, gia vị nấu phở 100g cái gói này có trọng lượng là 100g thì mình mua cái gói này nó sẽ tiện lợi hơn là mình mua từng phần ví dụ như hộp ngò, đinh hương, quế mình mua từng phần một bịch rất là nhiều nhưng mà sử dụng thì có chút xíu thôi các bạn nào ở Việt Nam có bán mấy cái gói gia vị nấu phở nho nhỏ thì hai gói đó các bạn cho một lít rượu là đủ rồi mình có cái chai rượu này là 750 ml và cái độ cồn là 40 trăm thì sẽ tốt hơn cái mùi nó nồng nó thơm hơn là cái rượu thường nấu ăn chỉ có một phần trăm thôi thì nó để nó sẽ mau hư mình đổ cái gói này, gia vị nấu phở này ra trong đây mình thấy có nè à, quế nè, hột ngò rồi tiểu hồi, rồi đinh hương, một ít đinh hương và à, cam thảo. À, rồi có là à, tai dị, Rất là nhiều à hột ngò cho nên mình lấy ra mình chỉ cần 75g thôi. Mình lấy hột ngò ra bớt và một nhánh quế. Và yeah, bây giờ à, mình cân còn 75g rồi mình để um, vô cái chảo để gan cho nó vàng, gan vàng vừa vàng thôi, cho cho nó thơm lên thôi các bạn. Rồi bây giờ để cho nó nguội xong các bạn phải cho vào trong cái, cái 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 keo hoặc là cái cái chai à, bẻ nhỏ nhỏ bỏ vô, rồi cho cái quặng vào để đổ cái um, hộp ngòi với tiểu hồi vô, à, cho nó chạy xuống. Rồi xong rồi bây giờ mình cho rượu vào mình được, được bao nhiêu đây thôi rồi mình cho khoảng là bảy trăm linh gửi miêu rượu rượu trắng rồi mình cho rượu vào Đó, tất cả nó nổi lên trên mặt hết Đó, nổi lên trên hết mình dặn cho kính nắp lại rồi dặn cho chặt nha các bạn À, dặn chặt lại rồi bây giờ à, nó nổi lên trên một hai tuần sau mình để về hai tuần sau là mình có thể sử dụng được nó sẽ ra cái màu rất là đỏ đẹp và những cái hộp ngọ ở trên này nó sẽ chìm xuống dưới đáy hết sau, sau hai tuần thì các bạn để cái chai này ăn một năm cũng được luôn 6 tháng một năm gì à, cứ mình để mình vẫn nó vẫn thơm, nó thơm hoài luôn Cái này mình làm 2 tháng rồi nè Đây cái keo này là mình làm 2 tháng rồi Mình đổ ra cho các bạn xem nè Cái màu rất là đẹp luôn Thơm ơi là thơm luôn, thơm phức luôn Các bạn nướng thịt hay là nem nướng hay gà nướng Các món nướng Các bạn cho vào 2-3 muỗng cà phê Là nó thơm, nó mùi nó thơm, ngon lắm Cái màu nó đẹp nữa cái màu thịt nó lên sẽ lên đẹp. Rồi cái chai này mình ngâm sau một ngày rồi nè. Sau một ngày á là là nó nó chìm bớt xuống một mớ ở dưới, ở dưới đáy rồi. Mỗi ngày thì cái màu nó sẽ đậm hơn và tất cả nó sẽ chìm xuống dưới đáy sau 2 tuần. Video của mình xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh.